khi mà một người nước ngoài hỏi bạn rằng là ở Việt Nam mình có những món ăn truyền thống gì ngon, bạn sẽ trả lời như nào? Mình có thể trả lời là bún chả, phở, bánh mì thôi. Bài thuyết trình này em nói về món ăn mà em sẽ nói với tất cả người nước ngoài nào hỏi em câu hỏi đấy, đó chính là bánh cuốn. Vậy bánh cuốn là gì? Như mình vừa nói vừa nãy, bánh cuốn là một món ăn truyền thống của Việt Nam. Dù nó không nổi tiếng như bún chả hay là phở, nó vẫn là một món ăn yêu thích nhất của mình. Thường thường thì nó được làm từ gạo nếp hay gạo tẻ. Nhưng mà nếu mà bạn muốn làm ở nhà ấy, thì hãy ra siêu thị mà mua bột làm sẵn. Nhân của nó sẽ là có cả thịt xay hay là mồng nhĩ băm ra bé lại rồi trộn vào nhau. Nếu mà muốn sang thêm một tí thì cho trứng vào ăn cho ngọt. Rồi mình có thể cho thêm cả rau thơm nè, chả nè, hay là giá. Muốn thì cho cả thêm hành khô vào. Và một thứ mà không thể quên khi mà ăn bánh cuốn là nước mắm, nước chấm. Một đĩa bánh cuốn có thể quyết định là ngon hay không phụ thuộc hết vào nước chấm. Nếu mà một đĩa bánh cuốn mình ăn ở nhà hàng nào đó mà có nước mắm nhưng mà chấm vào nó chua quá hay nó ngọt quá, hay ôi rồi ôi ăn vào nó đậm hết cả mồm vì vị mặn, thì nghe thế có mất ngon không? Vậy nên là khi mà mình làm nước mắm, nước chấm sẽ phải có đầy đủ vị chua, ngọt hay là cho thêm một cay vào cũng được. Nhưng mà cuối cùng phải vừa vị của khách hàng nữa và của mình nữa. Nói chung là em rất thích bánh cuốn, nó rất là ngon. Em biết một cửa hàng mà có cô bạn mẹ em làm ăn vừa được giảm giá lại vừa ngon nữa, cái chấm nó quá tuyệt vời.